Có phải vì Thu không hợp với câu lạc bộ nào của trường nên mới tự tạo một câu lạc bộ cho nó chất không? Hi, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với YouTube của MC Hà Thu. Thực sự là mình cảm thấy vô cùng bất ngờ vì vlog bằng học viện ngoại giao 20 triệu đồng có đáng giá hay không của mình lại thu hút được nhiều sự quan tâm đến từ các bạn như vậy, đặc biệt là các bạn đang học lớp 12 và có mong muốn thi vào trường học viện ngoại giao. Điều đó chứng tỏ rằng trường học viện ngoại giao chưa bao giờ hết hot và luôn là sự quan tâm của các bạn học sinh. Vì vậy ngày hôm nay mình thực hiện vlog này để giải đáp cho các bạn những thắc mắc, những câu hỏi mà các bạn đã comment ở bên dưới vlog của mình. Và rất xin lỗi các bạn bởi vì ngày hôm nay mình mới thực hiện được vlog này. Hy vọng rằng là các bạn vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ và có thể giúp được cho các bạn trong quá trình lựa chọn trường, đặc biệt là vào trường học viện ngoại giao của mình. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với những câu hỏi trong số hỏi đáp lần này nhé. Như các bạn có thể thấy đây thì trong số vlog 20 này của mình nhận được rất là nhiều những câu hỏi đến từ các bạn subscriber. Và mình thấy có một câu hỏi mà được rất là nhiều các bạn hỏi á về trường học viện ngoại giao của mình, đó là về vấn đề học tiếng Anh. Cụ thể là bạn Kim Chi Nguyễn có hỏi là học ngoại giao có yêu cầu cao về tiếng Anh không chị? Em muốn vào trường nhưng mà tiếng Anh của em kém lắm. Bạn Nga Nguyễn Thị có đặt câu hỏi tương tự như vậy, đó là chị ơi cho em hỏi một chút được không ạ? Em có ý định thi vào trường nhưng mà tiếng Anh giao tiếp của em không ổn lắm, vì đa số em chỉ học để thi thôi, chứ về mảng giao tiếp thì gần như là em không biết gì cả. Không biết là như vậy thì có khó khăn gì không chị? Mong chị read comment của em ạ. Với câu hỏi của hai bạn về vấn đề tiếng Anh của trường học viện ngoại giao thì mình có dùng một câu mà được rất nhiều các bạn sinh viên học viện ngoại giao truyền từ đời này sang đời khác, đó là những cái chết không báo trước. Có rất nhiều bạn IELTS đạt 7.5, 8.0 nhưng mà tiếng Anh chuyên ngành ở trường học viện ngoại giao vẫn luôn là nỗi ám ảnh đối với các bạn. Khi vào trường thì chúng ta không chỉ học ngữ pháp đâu mà luyện cả 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết như là IELTS. Ngay từ năm nhất đại học thì chúng mình đã được học giáo trình theo như là chứng chỉ quốc tế IELTS rồi. Và đến năm 3, năm 4 thì các bạn sẽ học về tiếng Anh chuyên ngành của chuyên ngành quan hệ quốc tế. Cho dù bạn học chuyên ngành gì đi chăng nữa thì tiếng Anh chuyên ngành của bạn vẫn là quan hệ quốc tế. Và các bạn biết là đôi khi những cái thông tin về vấn đề quan hệ giữa các quốc gia ở trên thế giới này, mình đọc tiếng Việt thôi mình còn cảm thấy rất là khó hiểu. Nghĩa là đến khi mà mình chuyển sang tiếng Anh thì thực sự nhiều lúc mà mình phải có cái background, tức mình phải có kiến thức nền, mình có thể làm được bài tiếng Anh ở trong các kỳ thi của học viện ngoại giao. Và thông thường các cái bài thi tiếng Anh của trường mình thì thường chỉ thông báo trước 1 đến 2 ngày thôi. Ví dụ ngày mai thi thì ngày hôm nay mới có lịch thi. Đó, cho nên chúng ta luôn luôn phải chuẩn bị sẵn cả tâm lý cũng như cả kiến thức vững vàng để có thể sẵn sàng đương đầu với cả mọi kỳ thi ở trường học viện ngoại giao, đặc biệt là môn tiếng Anh. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với cả một câu hỏi mà mình cũng cảm thấy khá là thú vị. Đó là câu hỏi của bạn Nguyệt Lê. Chị ơi, cần chuẩn bị những gì khi vào học viện ngoại giao ạ? Ví dụ như là học giỏi hay là tài lẻ ấy ạ? Với câu hỏi này thì mình chỉ khuyên bạn là chúng ta nên chuẩn bị một tâm hồn đẹp khi mà vào trường học viện ngoại giao. Wow! Bởi vì sẽ có rất nhiều những cơ hội rộng mở đang chào đón bạn và chúng ta cần chuẩn bị sẵn tất cả tâm lý để đón chào những cơ hội mới tại trường đại học của chúng ta. Ngay từ khi vào trường thì mình đã tham gia hội sinh viên của trường học viện ngoại giao và đây chính là một cái nôi nuôi dưỡng tài năng của rất nhiều bạn MC tại trường của mình, trong đó có cả Hà Thu nữa. Thực sự là khi mà vào trường thì mình không nghĩ rằng là mình lại có nhiều những cái cơ hội như vậy, đặc biệt là cơ hội để phát triển kỹ năng dẫn chương trình của mình. Và mình đã được thầy cô tin tưởng sao cho trách nhiệm dẫn chương trình ở trường học viện ngoại giao, và cùng với đó là việc mình sẽ được tham gia rất nhiều những cái hoạt động ngoại khóa của trường. Đấy sẽ là những cơ hội để các bạn có thể phát triển những cái tài lẻ của mình, những cái tiềm năng mà mình đã có. Và đôi khi vào trường các bạn không biết đâu, thế nhưng mà chính thầy cô, chính bạn bè lại là những người khai quật ra tiềm năng, tiềm ẩn của mình. Câu hỏi thứ 3, mình sẽ lựa chọn một câu hỏi về học tập. Bạn Tiến Lê Hoàng có hỏi là học ở ngoại giao không học khoa quan hệ quốc tế thì sẽ đi làm nhà ngoại giao trong bộ được không chị? Mình hiểu câu hỏi ở đây của bạn, tức là nếu mà chúng ta không học chuyên ngành quan hệ quốc tế thì có thể làm việc ở trong bộ ngoại giao với tư cách là một nhà ngoại giao hay không? Với câu hỏi này thì mình có thể show cho bạn một cái bảng tuyển dụng của bộ ngoại giao. Đây, một cái thông báo tuyển dụng của Bộ Ngoại giao.
Và trong cái thông báo này ấy, thì Bộ Ngoại giao cũng có nêu rõ rằng là tuyển công chức và viên chức với các chuyên ngành là quan hệ quốc tế, luật pháp quốc tế, kinh tế quốc tế, văn hóa, báo chí đối ngoại, giảng viên Học viện Ngoại giao, tài chính kế toán và kỹ sư công nghệ thông tin. Chỉ đọc đến đây thôi thì bạn cũng có thể biết được rằng là ngoài chuyên ngành quan hệ quốc tế ra thì còn có rất là nhiều những chuyên ngành khác mà bạn có thể apply cũng như là phù hợp với cả cái chuyên ngành mà bạn đã học ở trong trường đại học. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với câu hỏi thứ tư. Mình tin rằng là câu hỏi này thì bạn Hiền Thanh cũng đang mong muốn có những cái cơ hội giống như mình hồi đại học. Đó là chị cho em hỏi chị xin tuyển vào đài truyền hình kiểu gì vậy ạ? Thực ra thì sẽ có rất là nhiều cách để các bạn trẻ, đặc biệt là các bạn MC mong muốn vào đài truyền hình có thể là apply cũng như là xin hoặc là thi tuyển vào đài. Cách thứ nhất rất đơn giản, nếu các bạn có người quen ở trong đài, các bạn hoàn toàn có thể có những cơ hội để chúng ta xin thực tập. Và nếu các bạn thực tập tốt thì các bạn sẽ được ở lại đài truyền hình để làm. Cách thứ hai giống như Hà Thu, đấy là mình tham gia những buổi casting MC của đài truyền hình. Sẽ càng ngày càng ít đi những cái buổi casting như vậy, bởi vì là đài truyền hình các bạn biết là bây giờ thì cũng có rất là nhiều MC. Và nói thật là cái công việc này đào thải rất là nhanh chóng. Nếu như các bạn không có năng lực cũng như các bạn không thay đổi bản thân của mình và cố gắng làm mới mình mỗi ngày. Ngày xưa thì mình nhớ là cái buổi casting của mình á, có khoảng tầm 200 bạn, 200 bạn tham gia và chỉ chọn có 10 bạn để dẫn chương trình ở đài truyền hình thôi. Tỷ lệ chọn thì cũng là 1-20 đấy. Và điều đấy chứng tỏ rằng là cái cuộc cạnh tranh này cũng rất là khốc liệt, đúng không nào? Sẽ còn có những cái buổi casting như vậy, hoặc là có những cái cuộc thi như là cuộc thi cầu vồng của VTV6 đang diễn ra để có thể là tuyển chọn các MC trẻ cho đài truyền hình. Đấy sẽ là những cái cơ hội rất tốt dành cho các bạn MC trẻ để có cơ hội được làm việc cũng như là được học tập tại đài. Một câu hỏi tiếp theo mình sẽ trả lời về chuyên ngành của mình, đó là chuyên ngành truyền thông và văn hóa đối ngoại. Câu hỏi này được bạn gửi về rất là tâm huyết nên là mình sẽ trả lời cho bạn. Đó là bạn Nguyễn Mỹ Trang có đặt câu hỏi về cho mình như sau. Chị ơi, cho em hỏi ngành truyền thông quốc tế học chủ yếu về cái gì ạ? Sau này em muốn làm ở các công ty doanh nghiệp bên mảng sáng tạo nội dung, sản xuất sản phẩm truyền thông đại chúng, thiết kế các loại hình sản phẩm truyền thông đại chúng như có nhận diện thương hiệu, các sản phẩm truyền thông nội bộ và quảng bá video, quảng bá phim và sản phẩm hàng hóa, văn hóa, nghệ thuật, thời trang, thì học ngành này ở trường có phù hợp không ạ? Trong chương trình học và quá trình học, sinh viên có được học nhiều kiến thức phục vụ cho công việc ở trên không hay là phục vụ nhiều hơn cho mảng thông tin đối ngoại hay phóng viên, biên tập viên, bình luận viên ạ? Mong chị giải đáp giúp em cảm ơn chị nhiều. Một câu hỏi khá dài các bạn ạ. Nhưng mà mình có thể hiểu được rằng là bạn Nguyễn Mỹ Trang rất là yêu thích về chuyên ngành truyền thông quốc tế của trường Học viện Ngoại giao, cũng như là bạn đã tìm hiểu rất là kỹ về những cái công việc mà sau này bạn mong muốn, đó là sáng tạo nội dung và sản xuất sản phẩm truyền thông đại chúng. Mình thấy đây là một cái chuyên ngành cũng đang rất là hot hiện giờ, bởi vì các bạn biết là truyền thông á, hiện giờ thì đang rất là phát triển. Và đấy là lý do mà vì sao khoa truyền thông và văn hóa đối ngoại của mình luôn luôn là số điểm cao nhất trong tất cả các khoa của trường Học viện Ngoại giao. Điều đấy chứng tỏ rằng là nhu cầu của các bạn sinh viên thi vào trường với chuyên ngành này rất cao, và các bạn tìm hiểu được những cái cơ hội rộng mở dành cho các bạn trong việc là các bạn sau này khi mà đi tốt nghiệp ra trường thì các bạn sẽ có nhiều những cái cơ hội để làm việc. Về câu hỏi này thì mình khuyên bạn Mỹ Trang nên lên trang website chính thức của trường Học viện Ngoại giao, đó là dv.edu.vn. Đây là website chính thức của trường mình và mọi thông tin về trường Học viện Ngoại giao đều được update, đặc biệt là về chương trình đào tạo của các chuyên ngành. Trong đó thì có chương trình đào tạo cử nhân ngành truyền thông quốc tế, đây mình đã show cho các bạn thấy. Ở trong này thì viết rất rõ về các mục tiêu đào tạo này, chương trình đào tạo cử nhân truyền thông quốc tế nhằm đào tạo và cung cấp cho thị trường lao động những cán bộ có khả năng làm công tác thông tin đối ngoại, báo chí, ngoại giao, văn hóa này, quan hệ công chúng của các bộ, ban ngành, các tổ chức quốc tế, các doanh nghiệp trong và ngoài nước, và đặc biệt có khả năng sử dụng tiếng Anh thành thạo. Đây cũng chính là ba cái chuyên ngành mà mình được học kỹ nhất ở trong khoa của mình. Thứ nhất đấy là về thông tin đối ngoại, thứ hai đó là về PR và quảng cáo doanh nghiệp, và thứ ba đó là về thông tin báo chí tuyên truyền. Và cả ba cái lĩnh vực này thì chúng mình đều được học cũng như là đều được tiếp cận với những tài liệu bằng tiếng Anh. Mình thấy là còn rất là nhiều những câu hỏi khác nữa, thế nhưng mà mình sẽ chọn thêm một câu hỏi để gửi tới các bạn trong vlog ngày hôm nay. Và nếu như các bạn còn có thêm những câu hỏi nào về trường Học viện Ngoại giao của mình thì các bạn hãy comment ở bên dưới nhé. Và câu hỏi cuối cùng mình xin được lựa chọn của bạn Thanh Huyền.
có phải vì Thu không hợp với câu lạc bộ nào của trường nên mới tự tạo một câu lạc bộ cho nó chất không? Một câu hỏi rất là thú vị và chắc chắn là Huyền thì cũng đã theo dõi những cái bước trưởng thành của Hà Thu và cũng đã biết được rằng là mình là founder và chủ tịch đầu tiên của câu lạc bộ MIC, câu lạc bộ MC của trường Học viện Ngoại giao. Đây là một câu hỏi mà mình thấy rằng là rất thú vị. Thực ra thì hồi năm nhất đại học, thú thật các bạn là Thu tham gia tổng cộng là 5 câu lạc bộ ở trường, 5 câu lạc bộ ở trường Học viện Ngoại giao. Các bạn sẽ thắc mắc là vì sao mình tham gia nhiều như vậy, liệu rằng là mình có đủ thời gian để mình tham gia hết tất cả những câu lạc bộ đó hay không. Thì ngay từ khi vào trường ạ, mình đã ấp ủ một giấc mơ là mình sẽ trở thành chủ tịch của câu lạc bộ và mình sẽ mở một câu lạc bộ nào đó ở trong trường. Đấy lý do mà mình tham gia rất nhiều các câu lạc bộ ở trường để mình học cái cách xây dựng một cái mô hình câu lạc bộ như thế nào, để mình học cái cách quản lý câu lạc bộ của các anh chị chủ tịch các câu lạc bộ khác. Mình cũng học cách là mở rộng mối quan hệ để có thêm những cái mối quan hệ giúp cho mình mở câu lạc bộ sau này. Và đặc biệt là mình có tham gia thêm cả hai câu lạc bộ MC trên địa bàn Hà Nội, đấy là câu lạc bộ MC của trường Học viện Ngân hàng và câu lạc bộ MC của trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Mỗi câu lạc bộ thì nó sẽ có một cái đặc thù riêng và nó sẽ có định hướng phát triển riêng. Và khi mà mình mở câu lạc bộ MIC, câu lạc bộ MC Học viện Ngoại giao cũng như vậy, không phải là bởi vì mình thấy những câu lạc bộ khác hoạt động không tốt hay là không đủ chất nên là mình mới mở thêm một câu lạc bộ khác, mà bởi vì định hướng của mình ngay từ đầu đó là mình đã mong muốn thành lập một môi trường dành cho các bạn MC trẻ tại Học viện Ngoại giao có thể có những cơ hội phát triển và có một cái mái nhà chung để sinh hoạt. Cho nên mình đã quyết định là mình sẽ phải mở một câu lạc bộ ở trong trường. Và sau khi mà tham gia câu lạc bộ thì mình thấy rằng là mình đã hiểu hơn về mô típ hoạt động của các câu lạc bộ trong trường. Cùng với đấy là mình cảm thấy mình đủ chín thì mình sẽ ra mình mở câu lạc bộ thôi. Thú thật các bạn là Học viện Ngoại giao á, ít nhưng mà chất, chỉ có khoảng tầm 20 câu lạc bộ thôi. So với trường hàng xóm ngoại thương có đến 50-60 câu lạc bộ thì chắc chắn là trường mình ít, nhưng mà những câu lạc bộ ở trường mình hoạt động vô cùng chất và luôn luôn tạo những cái dấu ấn riêng. Các bạn sinh viên hoàn toàn yên tâm rằng là khi mà vào trong trường, chúng ta sẽ có những cơ hội cũng như là sẽ có những cái môi trường để chúng ta có thể phát triển bản thân của mình. Và giống như là một cái câu hỏi mà bạn khán giả đã vừa mới gửi về cho mình ấy, đấy là nên chuẩn bị điều gì khi mà vào trường Học viện Ngoại giao, thì em hãy chuẩn bị một tâm hồn đẹp để sẵn sàng đón chào những cơ hội mới dành cho em, đặc biệt là những cơ hội đến từ các câu lạc bộ của trường. Và đó chính là những lời giải đáp của Hà Thu dành cho những câu hỏi mà các bạn đã gửi về cho mình ở trong vlog số 20 bằng Học viện Ngoại giao, 20 triệu đồng có đáng giá hay không? 4 năm học tập tại trường Học viện Ngoại giao đã đem tới cho mình rất nhiều những cơ hội và giúp cho mình trưởng thành cũng như là chắp cánh ước mơ cho mình. Và mình tin rằng đây cũng sẽ là cái nôi để nuôi dưỡng và chắp cánh ước mơ cho rất nhiều các bạn MC trẻ cũng như là các bạn sinh viên. Và các bạn yên tâm rằng khi mà chúng ta thi vào trường Học viện Ngoại giao và các bạn học bất cứ chuyên ngành gì đi chăng nữa thì cũng sẽ giúp cho các bạn để phát triển cơ hội công việc sau này. Chúc các bạn sẽ có một sự lựa chọn thực sự phù hợp với bản thân của mình. Thú thật với các bạn là tôi thường xuyên về trường Học viện Ngoại giao, cho nên nếu như các bạn trở thành sinh viên Học viện Ngoại giao thì chắc chắn là chúng ta sẽ có cơ hội gặp nhau ở trong trường đấy. Còn bây giờ, see you!